quan điểm chuyên gia, để vô hiệu hóa căn cứ của Trung Cộng một cách hiệu quả, cần hàng trăm hỏa tiễn. Trong cuộc chiến, các căn cứ của Trung Cộng ở vùng Biển Đông có thể chứng tỏ là mục tiêu khó khăn. Gregory Pauling, một nhà nghiên cứu thuộc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, DC đã cảnh cáo rằng các nhà hoạch định quân sự của Hoa Kỳ không nên đưa ra giải thuyết về điều này. Hoa Kỳ có thể dễ dàng loại bỏ giá trị của các căn cứ từ xa này trong cuộc xung đột. Pauling viết trong Chiến tranh trên đá, tức là War on the Rocks, cho biết các cơ sở này trông xa đến mức nào mà người Mỹ đã quen với sự thống trị không thể tranh cãi trên biển và trên không. Giải thuyết này là một điều dễ hiểu. Tuy nhiên, đó là điều thiếu sót, Pauling giải thích. Các căn cứ này có khả năng cần dùng nhiều đạn dược hơn quân đội Mỹ có thể có Trung cộng chứ không phải là Hoa Kỳ sẽ kiểm soát không gian hàng hải của Biển Đông trước sự bùng nổ của chiến sự nhờ vào các căn cứ đảo nhân tạo. Và với tư thế lực lượng hiện tại của Mỹ trong khu vực, Hoa Kỳ sẽ rất tốn kém để loại bỏ những căn cứ đó trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Điều này sẽ biến Biển Đông trở thành khu vực không có người ở đối với hầu hết các lực lượng Hoa Kỳ trừ tàu ngầm trong giai đoạn đầu quan trọng của bất kỳ cuộc xung đột nào sẽ mang lại cho Trung Cộng thế lực quân sự đáng kể. Điều kiện môi trường thay vì hỏa tiễn của Mỹ có thể là mối đe dọa lớn nhất đối với các căn cứ trên đảo. Kể từ năm 2013 thì chính phủ Trung Cộng đã nạo vét và phá hủy các rạng san hô mỏng manh. Về mặt sinh thái, ở vùng biển gây ra tranh cãi với mục tiêu thiết lập 7 căn cứ quân sự lớn, bao gồm hải cảng, phi đạo, radar và hỏa tiễn những hòn đảo này hoạt động như những hàng không mẫu hạm và giúp củng cố yêu sách của bắc kinh đối với vùng biển dầu hải sản và khoáng sản mà các nước trong khu vực cũng tuyên bố quyền sở hữu The Economic cho biết về cơ bản nó đã hoàn thành có lẽ các thiết lập quan trọng nhất nằm trên các rạng san hô đá chữ thập đá subi đá vành khăn thuộc nhóm quần đảo trường sa mà việt nam philippines malaysia brunei và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền tại quần đảo này. Giữa năm 2013 và 2016, các tàu xây cất lớn đã phá vỡ các rạng san hô để làm nguyên liệu bồi đắp. Theo South China Morning Post của Hồng Kông, thì công suất nạo vét đã chuyển 4.500 mét khối vật liệu mỗi giờ để đủ lấp đầy hai bể bơi kích thước Olympic. The Economic nói thêm, tuy nhiên không phải mọi thứ đều diễn ra theo ý định của Trung Cộng có vẻ dưới thời tiết bất lợi, bê tông của đảo mới đang sụp đổ và nó đang dần dần trở thành bọt biển. Và đây là điều xem xét trước khi có cơn bão lớn có thể làm. Tương lai không chắc chắn của các căn cứ trên đảo này đã không khiến Bắc Kinh tiếp tục dừng bổ sung các chức năng khác vào cơ sở hạ tầng mong manh tiềm tàng của họ. Vào tháng 11 2019, một chiếc kinh khí cầu giám sát đã xuất hiện lần đầu tiên trên rạng đá vành khăn để bảo vệ các quyền hợp pháp của quân đội Hoa Kỳ đi trong vùng biển quốc tế. Hải quân Hoa Kỳ sẽ thường xuyên điều động các tàu chiến gần một trong các căn cứ đảo của Trung Cộng. Nếu chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng xảy ra ở Tây Thái Bình Dương, những căn cứ này có thể trở thành mục tiêu quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vẫn có thể vô hiệu hóa căn cứ của hoàng đảo trong giai đoạn đầu của cuộc chiến chứ? Pauling hỏi, có thể, nhưng chi phí là không thể chấp nhận được. Làm như vậy sẽ tiêu tốn số lượng lớn bom đạn mà đông bắc Á có thể cần gấp, chuyển hướng các nền tảng không quân và hải quân quan trọng và khiến cho chúng ta gặp rủi ro không tương xứng. Các cơ sở trên đảo lớn hơn nhiều so với nhiều nhà quan sát nhận xét. Như Thomas Sugard là một nhà nghiên cứu đến thăm tại New American Security vào thời điểm đó, đã chỉ ra hầu hết District of Columbia trên đường vành đai I495 có thể được đặt trong đầm phá của rạn đá Vành Khăn. Căn cứ hải quân Trân Châu Cảng có thể được đặt tại rạn đá Subi. Cơ sở hạ tầng quan trọng cần thiết đánh vào để giảm đáng kể khả năng mở rộng của Trung cộng. Ngay cả khi mục tiêu chỉ đánh vào các bộ phận thiết bị phát hiện quan trọng như nhà chứa máy bay, kho chứa đạn dược, các cơ sở chỉ huy và kiểm soát, điều này có nghĩa là cần phóng một số lượng lớn vũ khí. Khóa các đường băng sẽ là một yêu cầu cao hơn. Năm 2017, thì Hoa Kỳ đã bắn 59 Tomahawks vào căn cứ không quân Shalat ở Syria, nhưng các đường bay được đưa vào hoạt động vài giờ sau đó. Poland cảnh cáo để vô hiệu hóa các căn cứ của Trung cận một cách hiệu quả sẽ cần hàng trăm hỏa tiễn, điều đó sẽ làm rỗng các kho chứa hệ thống vũ khí có giá trị của Hoa Kỳ vốn không dự phòng.